Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày mùng 8 tháng 3. Hôm nay vườn lan Hà Nội có về rất là nhiều các cái dòng lan đẹp các bác nhé. Các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 55 3232 hoặc số điện thoại là 0932 29 2299 ạ. Hôm nay về rất là nhiều địa lan quân tử, các dòng địa lan, đùi gà trắng và rất là nhiều các mặt hàng các bác ạ. Đấy thì các bác theo dõi video giúp em các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác những cái chậu địa lan quân tử cực kỳ đẹp như thế này. Những cái chậu địa lan quân tử lá xếp mít bản lá to và đẹp như thế này các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy các bác có thể thấy đây, cây rất là to, cây trưởng thành rồi, các bác về trồng vài bữa nữa là nó sẽ có nụ có hoa các bác nhá. Một năm thì nó sẽ ra hoa được khoảng 2-3 lần, rất là đẹp luôn. Một chậu địa lan quân tử to và đẹp như thế này em chia sẻ với giá chỉ có là 120.000 cho một chậu các bác nhá. 120.000 cho một chậu địa lan quân tử mình về mình trồng ở nhà, mình chơi phong thủy các bác ạ. Nó là những cái cây mang lại cái sự may mắn, sự thịnh vượng cho cái gia chủ, rất là đẹp luôn các bác ơi. Đấy thì một chậu chỉ có 120.000 các bác nhá. Em sẽ chọn những chậu thật là đẹp để gửi trước cho các bác. Đấy các bác nào đang xem thì lấy ủng hộ cho em. Tiếp đến thì sẽ là những cái chậu địa lan các bác nhá, những cái chậu địa lan đại mạc lá biên này, hoa cực thơm, phải nói là siêu thơm luôn các bác ạ. Chậu to đùng như thế này em chia sẻ với giá chỉ có 220 cho một chậu các bác nhá. Tiếp đến là những cái chậu địa lan hoàng kim bảo. Hoàng kim bảo thì hoa của nó rất là giống với thanh ngọc. Hoàng kim bảo là em chia sẻ với giá là 220 cho một chậu các bác nhé. Hoa có màu xanh ngọc, rất là đẹp và rất là dễ trồng, dễ ra hoa. Một chậu rất là to luôn ạ. Đấy, tiếp đến là những cái chậu địa lan tiểu thúy. Tiểu thúy thì hoa của nó cực kỳ thơm các bác nhé. Hoa thơm và bền cực kỳ. Đấy, cánh của nó rất là bay, thơm hơn cả thanh ngọc luôn. Đấy, cây tiểu thúy thì nó cũng có rất là ít nhà vườn có cái cây này các bác ạ. Tiểu thúy em chia sẻ với giá là một chậu là 250.000 cho một chậu các bác nhé. Đấy thì em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa của một số cây để các bác có thể thưởng lãm, bởi vì là có thể là một số bác chưa biết mặt hoa ấy thì em lên để các bác ngắm luôn nhé. Đấy, đầu tiên là mặt hoa của cái cây, các bác chờ một chút để em nhiều ảnh quá các bác ạ. Đây, đây là mặt hoa của cây hoàng kim bảo này, rất là giống với thanh ngọc nhé các bác nhé. Đấy, hoa của nó có màu xanh ngọc. Đấy, tiếp đến là những cái chậu đại mạc lá biên đây. Đây là mặt hoa của cây đại mạc lá biên các bác ơi. Hoa rất là thơm luôn, hoa thơm, bền, đẹp, dễ ra hoa. Một chậu các bác trồng sẽ ra rất là nhiều hoa. Tiếp đến là mặt hoa của cây địa lan tiểu thúy các bác nhá. Tiểu thúy thì phải thực sự luôn là hoa của nó quá là đẹp luôn này các bác. Cánh bay cây này cực kỳ thơm các bác nhá. 250.000 cho một chậu tiểu thúy. Tiếp đến là những cái chậu địa lan tiểu thư Hàn Quốc đẹp như thế này, nhiều thân như thế này. Tiểu thư Hàn Quốc thì em chia sẻ về giá chỉ có 200.000 cho một chậu thôi các bác ạ. Hoa bền và đẹp lắm. Cây hoa của nó có cái màu hồng hồng đỏ đỏ ấy, rất là xinh luôn các bác ạ. Đấy, 200.000 cho một chậu các bác nhá. Đấy, tiểu thư Hàn Quốc. Những cái chậu lục bảo thạch này, lục bảo thạch rất là to và đẹp như thế này. Hoa của nó gần giống với hương cát cát các bạn, bông nó rất là to, bông to như cát cát ấy, nhưng mà hoa của nó có màu vàng xanh. Thì lục bảo thạch thì em đã chia sẻ hôm nay về giá chỉ có 220 cho một chậu các bác nhé. Rất là đẹp và rất là rẻ luôn. Đấy, còn đến tiếp theo là những cái chậu hương cát cát này. Hương cát cát thì nó là những cái chậu size to của nhà em, được trong năm là vẫn bán 500-600.000 cho một chậu luôn. Thì hôm nay sẽ chia sẻ về giá là 250 cho một chậu nhé. Một chậu hương cát cát thì nó sẽ có rất là nhiều thân các bạn. Rất là nhiều thân luôn. Các bác có thể thấy này. Đây, em chưa cắt tỉa gì đâu. Nếu mà cắt tỉa nó đẹp lắm. Đây là chưa cắt tỉa. Rất là đẹp luôn. 250 cho một chậu các bác nhé. Tiếp đến là em có một chậu đào cơ cổ này. Đào cơ cổ, chậu này là mã số A35 với giá là 600.000 cho 8 thân nhé. Đào cơ cổ hoa màu hồng đỏ rất là đẹp. Đến những cái chậu siêu phẩm Triều Châu Tố Hà nhé cả nhà. Triều Châu Tố Hà thì hoa của nó phải nói là tuyệt vời đẹp luôn. Hoa của cây Triều Châu Tố Hà nó là cái cây sổ cánh bầu các bác ạ. Nó là cái cây sổ cánh bầu rất là đẹp. Đây các bác có thể thấy này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Triều Châu Tố Hà. Thì hôm nay em lên những cái tác phẩm Triều Châu Tố Hà, các bác có thể sưu tầm để làm thành những cái tác phẩm đẹp để Tết này mình chơi hoa luôn các bác nhé. Hàng này thì năm vừa rồi cũng đã có hoa rồi các bác ạ. A30 với giá là 1.3 triệu cho 5 thân. Bản lá nhân và lá của nó là lá nhân. Bản lá rất là to, rất là đẹp các bác nhé. A30 với giá là 5 thân, 1.3 triệu 5 thân. Lên một mã tiếp theo là A32 với giá là 800.000 cho 3 thân các bác nhé. Mã tiếp theo là mã A34 với giá là 800.000 cho 3 thân. Và cuối cùng là mã số A21, A31 với giá là 1.050.000 cho 4 thân các bác nhé. Triều Châu Tố Hà cực kỳ đẹp luôn. Đấy, tiếp đến thì em sẽ có những cái chậu địa lan rồng đỏ.
những cái chậu địa lan rồng đỏ rất là đẹp như thế này. Hôm nay em sale cho các bác với giá chỉ có 250 cho một chậu các bác nhé. Cây đang có rất là nhiều ngồng, một chậu nhiều ngồng, chậu to và đẹp các bác ơi. Đấy, 250.000 cho một chậu địa lan rồng đỏ các bác nhé. Hoa bền cực kỳ luôn, tha hồ chơi. Đấy, tiếp đến là những cái chậu sen hồng thần hà. Sen hồng thần hà thì thực sự luôn nó là một trong những cái cây cực kỳ đẹp rồi. Bác nào mua rồi, các bác nào chơi rồi thì bác biết rồi đấy. Cây sen hồng thần hà là một trong những cái cây rất là đáng để sưu tầm. Đấy, cánh sen lễ bệt các bác nhá. Đây, các bác nhìn kỹ lại bông hoa em chụp này. Đấy, rất là đẹp luôn. À, lá thì là lá kẻ các bác ạ. Lá kẻ. Và cây thì đang lên những cái mầm rất là xinh như thế này. Đấy, chiều châu tố hà, cây này là cây sen hồng thần hà nhá, hay còn gọi là đông phương hồng thần hà. Em chia sẻ với giá là 250 cho một chậu các bác nhá. Cây đang lên mầm rất là khỏe luôn. Đấy, 250.000 cho một chậu chiều châu tố hà đẹp, một chậu sen hồng thần hà đẹp như thế này. Đấy. Các bác về các bác chơi cho em các bác nhìn này. Đấy, rất là nhiều cây, các cây chủ yếu đang lên mầm, đang lên măng mầm. Đấy, các bác lấy thì em sẽ cố gắng chọn những cái chậu đẹp để em lên cho các bác, để các bác về các bác trồng thành những tác phẩm đẹp các bác nhá. Cây này thì giá của nó rất là đắt. Cái lô này em mua được cái hàng này, nó cây nó là gọi là cây giống. Nó chỉ hơi nhỏ một chút thôi nhưng mà nó rất là khỏe và giá nó rẻ các bác ạ. Bình thường các bác mua cây trưởng thành cũng phải tầm 150-160, em cũng có hàng cây trưởng thành đấy. Cây trưởng thành thì nó to hơn thì là 150-160 một thân cơ. Nếu như mình mua cái cây kia thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều các bác ạ. À, tiếp đến là thanh ngọc các bác nhá. Những cái chậu địa lan thanh ngọc rất là đẹp như thế này. Đấy, mình đã chơi lan rồi thì mình có một chậu thanh ngọc chơi Tết là quá chuẩn luôn. Đã chơi địa rồi thì không thể thiếu thanh ngọc, không thể thiếu đại mạc lá biên các bác ạ. Thì những cái chậu thanh ngọc to như thế này thì đảm bảo đến Tết sẽ cung cấp cho các bác được rất là nhiều hoa đẹp các bác nhé. Cây trưởng thành to rồi, đây các bác có thể thấy là cây rất là cao luôn. Ở ngoài trông nó sẽ đẹp hơn trên live quay video rất là nhiều các bác nhé. Thì em có mã số thanh ngọc 5 này với giá 900.000 cho 12 thân các bác ơi. Thanh ngọc 5 900.000 cho 12 thân. Mã tiếp theo là thanh ngọc 6 với giá là 950.000 cho 13 thân các bác nhé. Rất là đẹp luôn, này đẹp chưa. Lên một mã tiếp theo là thanh ngọc 3 với giá là 880.000 cho 11 thân, rất là to. Đấy, mã tiếp theo là thanh ngọc 1 750 cho 10 thân các bác nhé. Và cuối cùng là mã số thanh ngọc 2 với giá là 900.000 cho 12 thân. Rất là đẹp các bác, ở ngoài nó đẹp hơn trên quay rất là nhiều các bác nhé. Bởi vì những chậu thanh ngọc này nó rất là to, rất là khỏe. Tiếp đến thì em sẽ lên cho các bác những cái mã đùi gà trắng, những cái mã đùi gà trắng tác phẩm các bác nhé. Siêu phẩm luôn. Gà trắng thì hôm nhà em tổng cộng là nhà em có 5 chậu, gọi là 5 chậu tác phẩm. Đấy, các bác có thể mua về mang đi thi các cuộc hoa lan. Như năm ngoái năm kia là khách nhà em có khách mua về và đi thi được giải nhất rồi đấy các bác ạ. Bởi vì gà trắng nó rất là ít nhà vườn có, và ít nhất là thật sự luôn là để tìm những cái giỏ to thì nó lại càng hiếm hơn. Thì hôm qua có 2 chậu thì em lên đã bán hết rồi. Hôm nay ngày hôm nay em có 3 chậu các bác nhé. Thì em sẽ lên để các bác ngắm và các bác sưu tầm. Thì trước tiên thì em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa của cây gà trắng các bác ơi. Hoa của nó có màu trắng tinh. Đây là gà rừng, hàng gà tròn, hàng Lai Châu các bác nhé. Hàng trồng ăn nắng ăn mưa tự nhiên tại vườn luôn. Cây rất là khỏe luôn, trắng tinh và bảo hành hoa cho các bác nhá. Đấy, cây thì toàn bộ đều là đang có lụ hết rồi. Một cái mắt lụ như thế này nó sẽ ra được 2 cho đến 3 bông hoa. Đang lên mầm cũng rất là khỏe luôn. Những cái chậu kiệt tác như thế này các bác về chơi là đảm bảo ưng luôn này. Đầu tiên là mã siêu phẩm B6 nhá. Siêu phẩm B6 có giá là 1 triệu cho siêu phẩm B6 này. Đấy, lên một mã tiếp theo là lên một mã siêu phẩm tiếp theo. Giò này thì thân lùn lá to này, đẹp này, lụ rất là nhiều. B7 cũng có giá là 1 triệu các bác nhé. Thân thù lù luôn. Đấy, và mầm gốc cũng đang lên rất là khỏe. Phải nói là cực kỳ nhiều mầm gốc các bạn. Các bác về các bác đổi chậu cho em sang năm sau được một cái giò phải nói là kiệt tác luôn, siêu to khổng lồ các bác ạ. Đấy, lên một mã siêu phẩm tiếp theo là mã số B8. B8 với giá là 950 các bác nhé. Đấy, các cái chậu này đều rất là to, các bác có thể thấy là em đang để ở trên ghế đám cưới các bác nhé, ghế ngồi đám cưới đấy. Rất là to và rất là đẹp như thế này. Đấy, 950 cho mã số B8 các bác nhé. Rất là nhiều mầm gốc và nhiều nụ. Tiếp đến thì em có những cái chậu gà trắng cỡ size nhỏ như thế này để các bác sưu tầm các bác nhé. Cây cũng rất là đẹp luôn, hàng thuần rồi. Các bác về chơi hoa xong các bác đổi sang những cái chậu to để sang năm thành những cái chậu tác phẩm các bác nhé. Thì đầu tiên là mã số B5 này rất là đẹp và rất là nhiều thân như thế này. Em chia sẻ với giá là 400.000 các bác nhé. Rất là nhiều thân luôn, đẹp chưa. Phải nói là đẹp tuyệt vời các bạn. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây, 400.000 cho mã này các bác nhá. 400.000 cho mã B5 này. Đấy, đẹp không tì vết luôn. Lên một mã tiếp theo là mã số B4 với giá là 380.000 các bác nhá. 380.000. Đấy, lên một mã tiếp theo là mã số B3
B2 về giá là 360.000 các bạn, 360.000. Rất là đẹp và rất là rẻ, đang có mầm và đang có lụ hết rồi các bác nhé. Lên một mã tiếp theo là mã B1 về giá là 400.000. B1 400.000 các bác ơi, to đùng luôn này. Mã này thì đang lứt lụ thôi, cũng chưa thấy lụ to hẳn, nó mới chỉ lứt thôi. Còn các mã khác thì lụ nhìn rõ rồi các bác. Lên một mã tiếp theo là mã B3 về giá là 380.000 các bác nhé. 380.000 cho mã B3 này, đẹp chưa? Lụ rất là đẹp, mầm lên ngon lành hết rồi. Nói chung là cây rất là khỏe, các bác yên tâm, bảo hành hoa cho các bác. Lên một mã tiếp theo là A5 về giá là 380.000. 380.000 cho mã A5 các bác nhé. Đây ạ. Đây các bác chờ em một chút. Đây ạ. Đây A5 380.000. Mã tiếp theo là A4 về giá là 350.000. 350.000 cho mã A4 này, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, cuối cùng là mã A3 với giá là 350.000 các bác nhé. 350.000 cho mã A3, đẹp cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, thân to mập ú rất là khỏe. Hôm nay nhà em có cái lô chậu tàu mới về các bác ạ. Bán theo combo, một combo là 190.000 cho 10 cái các bác nhé. Hàng chậu tàu, chậu rất là bền luôn, phải nói là cực kỳ bền. Phi 21 các bác nhé, Phi 21, hàng vườn, hàng các nhà vườn rất là thích những cái chậu này. Thật sự luôn là chất lượng của nó hơn hẳn hàng Việt Nam các bạn. Các bác cứ dùng thử đi, các bác sẽ thấy chất lượng của nó là phải nói là hơn hẳn hàng Việt Nam luôn, cực kỳ bền các bạn. Bán từ combo 10 cái các bác nhá, 190.000 cho một combo. Lên những cái mã đầu, em có những cái mã kiều trắng này. Kiều trắng thì kiều trắng đột biến các bác nhá, trắng tinh luôn. Một chậu là 300.000, hôm nay để giá 300.000, bình thường em bán 350 đấy. Hôm nay em có hai chậu là em để cho các bác 300.000 một chậu kiều trắng tinh, hàng thuần vườn rồi các bác nhá. Đấy, 300.000 cho một chậu. Tiếp đến là những cái chậu hoàng nhạn va, những cái chậu hoàng nhạn va hoa vàng lưỡi trắng rất là đẹp như thế này. Hàng thuần vườn các bác nhá. Hoa đây, hoa rất là đẹp luôn, cực kỳ thơm, ngồng hoa rất là dài. Nói chung là cây hoàng nhạn là những cái cây cực kỳ đẹp của trong dòng dáng hương, thì những cái chậu này là những cái chậu siêu phẩm các bạn, bởi vì nó là cái cây va hoa của nó rất là đẹp. Hoa thơm các bác nhá, 100% là hàng thuần vườn rồi và đang có nụ các bác ạ, hàng đang có nụ hết rồi. Thì em sẽ chia sẻ cho các bác như sau. B11 với giá là 320.000, cây xếp mít rụt rất là đẹp các bác nhé. Lên một mã tiếp theo là B12 với giá là 330.000, lá xếp mít rụt này. Đấy, đang có hai ngồng nụ rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể sưu tầm cho em, phải nói là cực kỳ ok luôn. Lên một mã siêu phẩm, cây cao lắm, cây cao này bình thường các bác mua phải 500.000 luôn. Đấy, B10 các bác nhé, với giá là 350.000 và cũng đang có lụ rồi các bác, toàn bộ các cây đều đang có lụ. Đây, hai lụ này rất là đẹp luôn, lụ này nhưng phải tầm tháng 6 nó mới nở các bác nhé. Đấy, lên một mã siêu phẩm B9 với giá là 350.000 cho B9 này. B9 này hẳn 3 ngồng nụ luôn. Hôm trước em có chậu 3 ngồng em bán 370.000 luôn đấy, nên bác nào lấy thì lấy cho em nhé. Đấy, lên một mã tiếp theo là A11 với giá là 330.000 các bác ơi, lá xếp mít rụt và đang có hai ngồng nụ các bác nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, đây là A11 các bác nhé, 330.000. Và tiếp theo là A8 với giá là 320.000 này, cũng đang có lụ hết rồi các bác nhé. Chậu này thì có một ngồng nụ nhưng nụ rất là đẹp luôn, lá xếp mít rụt rất là đẹp. Nói chung là cây khỏe và đẹp các bác nhé. Đấy, mỗi hôm em chỉ lên vài chậu thôi, bác nào lấy cây nào thì cứ bảo em. Lên tiếp tục Denso này. Đầu tiên là một chậu Denso Úc, mã số A15 với giá là 160.000 này, rất là to và đẹp luôn này. Một chậu Denso Úc A14 với giá là 150.000 này. Lên một chậu cánh bầu này, các bác nhìn cái lụ này, nhìn cái lụ này. Lụ tròn ve ve luôn các bác, phải nói là lụ tròn xoe luôn nhá, lụ tròn xoe luôn này. Đỉnh chưa? Đấy, chậu này rất là nhiều thân luôn, to và đẹp như thế này. 200.000 cho chậu sổ số này. Đấy. Cánh bầu nhá, chắc chắn là cánh bầu, chậu này không có mã, bác nào lấy thì chốt cánh bầu cho em. 200.000. Lên một mã tiếp theo là B16, một chậu vàng kim cương này. Thực sự luôn là cái cây này nó quá đắt các bạn. Em có một ít này em mua về nhưng mà cũng năm nay cũng chả bán được Denso mấy nên là thôi em xả lỗ, các bác lấy ủng hộ cho em. Đấy, vàng kim cương các bác nhá, hoa của nó quá là đỉnh luôn. Đấy, mắt đen, thân thì to, thân thủ to đẹp, B16 này với giá là 160.000 các bác nhá, 160.000. Lên một mã tiếp theo là mã số B15 với giá là 160.000 luôn này. Đấy, 160.000 cho B15. Lên một mã tiếp theo là mã số A16 với giá là 160.000, thân thủ rất là to và đẹp các bác nhá. To như ngón chân cái. Đấy, lên một chậu vàng tuyền này. B14 với giá là 180.000, nụ vẫn còn này. Vàng tuyền nhá, B14 180.000, B13 150.000. Một chậu vàng kim cương mã số A17 với giá là 160.000 các bác nhá. Vàng kim cương. Đấy, thì các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932
29 2299 các bác nhé. Em xin kính chào tất cả các bác ạ.